Tình người trên đất Mỹ do Hoàng Ngọc Tuấn dịch từ bài viết Man who walk 21 miles to work surprised with new car. Ông Jim Robinson là một người Mỹ da màu nghèo, trong suốt 10 năm qua ông đã phải đi bộ mỗi ngày 21 miles, khoảng 34 km, từ nhà ở Detroit đến sở làm ở Rochester Hills rồi phải đi bộ 21 miles từ sở làm về nhà. Vì chiếc xe Honda 1988 của ông bị hư cách đây 10 năm, nhưng ông không có tiền sửa chữa. Ông Blake Pollock, một người Mỹ da trắng nhân viên của ngân hàng, thấy hoàn cảnh ấy bèn rủ lòng thương, dừng lại để chở dùm ông James Robinson đến sở. Thế rồi ông Blake Pollock đã kể câu chuyện ấy cho tòa báo Detroit Free Press. Tờ báo liền đăng câu chuyện ấy lên trang báo chủ nhật. Câu chuyện người đàn ông da màu nghèo hàng ngày phải đi bộ 21 miles từ nhà đến sở và đi bộ 21 miles từ sở về nhà đã gây cảm động trên khắp nước Mỹ. Anh Evan Leedy, một sinh viên ở Viện Đại học Wayne State, vì lòng thương người đã tự ý đứng ra thành lập một quỹ cứu trợ gọi là GoFundMe để kiếm 5.000 giúp cho ông Jim Robinson mua một chiếc xe cũ. Thật là bất ngờ, vì được quá nhiều người hảo tâm đóng góp, quỹ này đã đạt đến số tiền hơn 315.000. Thế rồi, thay vì bán một chiếc xe cho ông James Robinson, tiệm Suburban Ford ở Sterling Heights lại quyết định tặng cho ông một chiếc xe Ford mới toanh theo sở thích của ông. Ông James Robinson nói ông muốn một chiếc xe Ford Taurus vì ông nhớ lại chiếc xe Taurus trong những năm 80. Ông nói, nó không hề hào nhoáng một chút nào cả, nhưng cũng giống như tôi, có một trái tim mạnh mẽ ở bên trong. Ông James Robinson không thể tưởng tượng nổi chiếc xe Ford Taurus đời bây giờ rất tân kỳ. Đến nỗi khi thấy chiếc xe Ford Taurus mới toanh trong tiệm Suburban Ford, ông đã lấy làm ngạc nhiên vì nó có chìa khóa điện tử. Sáng thứ Sáu vừa qua thì ông James Robinson bước vào tiệm Suburban Ford để nhận chiếc xe Ford Taurus mới toanh. Ông được mọi người vỗ tay và chào mừng vang dội. Và khi ông bước vào ngồi trong xe bấm nút đề máy Nghe tiếng máy xe bắt đầu vận chuyển, ông Swift bật khóc vì sự xúc động và lòng biết ơn. Ông David Fisher Jr., giám đốc tiệm bán xe Suburban Ford kể, ông James bắt đầu khóc và tôi nói, James, ông đừng khóc, kẻo làm tôi khóc theo bây giờ. Sinh viên Evan Leedy, người gây quỹ cho ông nói, thật là ngoài sức tưởng tượng, tôi Swift bật khóc. Mục đích của tôi là gây quỹ giúp cho ông James mua một chiếc xe thường để ông ấy lái xe đi làm và lái xe về. Tôi muốn gây quỹ 5.000, thế mà ngờ đâu quỹ lại tăng nhanh lên tới 300.000 Mỹ Kim. Ông James Robinson phát biểu một cách chân thành và đầy xúc động. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp để giúp đỡ cho tôi. Đối với tôi, các bạn là những người anh hùng có thật ở trên đời. Thế nhưng sau 10 năm không lái xe, ông James Robinson đã không thể sử dụng chiếc xe Ford Taurus mới toanh này, dù rằng bằng lái xe của ông vẫn còn hiệu nghiệm. Một nhân viên của tiệm Superman Ford đã giúp chở ông từ nhà đến sở và dạy cho ông cách sử dụng các kỹ thuật mới. Sau khi ông đã quen lái xe mới, ông sẽ tự động lái xe một mình. Ông nói, bất cứ lúc nào khi tôi bước vào chiếc xe này, nó sẽ nhắc nhở tôi nhớ lại những ngày gian khổ ấy, cũng như cuộc sống mới của tôi kể từ hôm nay. kính thưa quý vị, bản tin hoa thành đốn đến đây xin tạm ngưng, thanh trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.